Khí tài quân sự xuất hiện gần nơi thi công Nord Stream 2, Nga nói gì? Nhà điều hành xây dựng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2, dòng chảy phương Bắc 2, công ty Nord Stream 2 AG mới đây cho biết có sự gia tăng hoạt động của tàu chiến và máy bay quân sự nước ngoài trong khu vực thi công dự án. Theo đó, vào ngày 28 tháng 3, một tàu ngầm không xác định đã xuất hiện trong khu vực an ninh của tàu đặt ống Fortuna. Do các dây neo của tàu Fortuna được đặt ở khoảng cách hơn một dặm, Hành động của tàu ngầm có thể vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống định vị neo của tàu đặt ống và dẫn đến hư hỏng cho đường ống. Công ty Nord Stream 2 AG thông báo. Ngoài ra, một sự cố khác xảy ra vào ngày hôm sau, ngày 29 tháng 3, theo giám đốc chi nhánh Nord Stream 2 AG, ông Andrei Minin, một tàu chiến của Hải quân Ba Lan đã đi vòng quanh tàu Fortuna. Trong tình huống này, tàu hỗ trợ Resker Kareb buộc phải đi theo hướng song song cùng tàu chiến Ba Lan. Theo ghi nhận của công ty. Các tàu dân sự của nước ngoài cũng hoạt động tích cực gần khu vực thi công dự án, vi phạm vùng an ninh, tiếp cận tàu đặt ống một cách nguy hiểm và không đáp ứng yêu cầu của thuyền viên. Ví dụ, vào ngày 22 tháng 2, một tàu đánh cá của Ba Lan đi vào khu vực làm việc của dự án gần đảo Bonhom của Đan Mạch. Chúng tôi đang nói về các hành động khiêu khích được lên kế hoạch và chuẩn bị rõ ràng với việc sử dụng tàu cá, tàu chiến, tàu ngầm và máy bay để cản trở việc thực hiện một dự án kinh tế. Dạng thức khiêu khích này có lẽ là trường hợp đầu tiên và chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Nossim AG2 cho biết trong một tuyên bố, Ba Lan bác bỏ cáo buộc khiêu khích quân sự. Bộ chỉ huy tác chiến của các lực lượng vũ trang Ba Lan tuyên bố, lực lượng vũ trang Ba Lan không hài lòng với các hành động khiêu khích ở Ba Tích. Thông báo trên trang Twitter bộ này cho biết, hải quân và không quân Ba Lan không tiến hành bất kỳ hoạt động khiêu khích nào và tôn trọng luật pháp quốc tế. Đồng thời, Warsaw thừa nhận thực tế đã thực hiện các chuyến bay tuần tra và trinh sát thường xuyên ở Ba Tích. Nga bình luận gì? Các nghị sĩ và chuyên gia Nga đã đưa ra bình luận về tình hình với sự xuất hiện của khí tài quân sự gần khu vực xây dựng Nord Stream 2. Trí dẫn lời Phó Chủ tịch Ủy ban Năng lượng Duma Quốc gia Nga, ông Igor Anenshid cho rằng những hành động này là ngẫu nhiên và không phải là một nỗ lực để phô trương vũ khí. Tôi hy vọng điều này sẽ không diễn ra lâu dài và phổ biến, ông Anenshid nói. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Năng lượng Duma Quốc gia Nga nhấn mạnh, công việc của một công ty thương mại không liên quan đến hoạt động của các dịch vụ quân sự. Ông Anenshit nói thêm rằng công việc xây dựng đường ống vẫn tiếp tục đúng tiến độ. Trong khi đó, ông Vladimir Gutenev, Phó Chủ tịch Thứ nhất Ủy ban Chính sách Kinh tế Duma Quốc gia Nga nhận định, quân đội nước ngoài sẽ không thể gây ra thiệt hại đối với Nord Stream 2, vì chắc chắn sẽ không có phản ứng nào ảnh hưởng đến tâm lý. Tôi nghĩ sẽ có thái độ bình tĩnh và tiếp tục thực hiện công việc, ông Gutenev bình luận. Phó Chủ tịch Viện Hàng Lâm Khoa học Tên lửa và Pháo binh Nga, tiến sĩ khoa học quân sự konstantin sipkov đảm bảo rằng các tàu chiến nước ngoài không thể sử dụng vũ khí hoặc đâm vào đường ống vì những hành động như vậy sẽ bị chú ý ngay lập tức ông sipkov bày tỏ tin tưởng tình hình sẽ không cần đến sự can thiệp của quân đội nga vì mọi thứ sẽ không đi đến một cuộc đụng độ vũ trang cũng đưa ra bình luận về sự việc trên nhà sử học quân sự Evgeny Norin tin rằng các tàu chiến nước ngoài đã tiến hành trinh sát và giám sát dự án thực tế là tàu chiến của bất kỳ quốc gia nào theo định nghĩa đều được trang bị các phương tiện thu thập thông tin Trinh sát và giám sát hiện đại nhất, ông Norin nhận xét. nó Stream 2 dài 1.230 km và có tổng trị giá 9,5 tỷ euro, gần 11 tỷ USD, khi hoàn tất có thể tăng gấp đôi mức vận chuyển lượng khí tự nhiên từ Nga tới Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, qua lòng biển Baltic. Chính phủ Đức khẳng định không thay đổi lập trường cơ bản ủng hộ dự án Nord Stream 2 đưa khí đốt từ Nga tới Đức. Đến nay, hơn 90% dự án đã được hoàn thành và chỉ còn một đoạn đường ống dài khoảng 120 km ở vùng biển sâu ngoài khơi Đan Mạch và khoảng 28 km trong vùng biển của Đức. Dự án này dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2019, nhưng hiện đang bị đình trệ do Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt các công ty tham gia hoặc hỗ trợ xây dựng dự án, khiến công ty Oxy, một liên danh của Hà Lan và Thụy Sĩ phải bỏ dở việc xây dựng.